hay chưa cả nhà ơi? Một nhành giáng hương nó rớt xuống bên một bờ suối, và những bông hoa rất là thơm ngào ngạt trong gió. Công nhận ngửi cái mùi hương của loài giáng hương ta bỏ sắc này nó khoan khoái một cách thoải mái, và lại tiếp thêm cho em những nguồn năng lượng mới để tiếp tục cuộc hành trình theo dòng suối năm xưa, nơi có những cái video em đã quay cách đây 2-3 năm ở trên kênh. Hả? To hả? Ngày xưa thì em cũng đã đến cánh rừng này rồi. Và thời đó thì đã lấy được bầu rượu này. Hồi đó những cái củ bầu rượu nhìn rất là thích, to bằng những cái chai nước ngọt luôn đấy. Và được một khu Hải Vân Nam. Tuy nhiên thì ngày đấy thì em tìm kiếm nó chưa kỹ càng. Lần này quay trở lại thì hy vọng là em sẽ tìm thấy những cái cây Hải Vân Nam ở khu vực này một lần nữa. Nhưng để kiếm hải ấy thì bắt buộc là mình phải chăm chỉ chui rúc qua những cái rừng gai che nứa. Và ở đây thì rừng rất là ẩm thấp bởi vì mưa xuống, mà trong rừng nó rất là ẩm. Em sợ nhất là rắn độc, nhưng mà cũng phải len lỏi đi tìm kiếm thôi. Rất là thích hải Vân Nam, đặc biệt là hải Vân Nam rừng Gia Lai, một cái thương hiệu hải mà có lẽ thời gian gần đây rất là hot trên thị trường. Mình là con người sinh ra tại nơi đây, cho nên là mình cũng mong muốn được bảo tồn và mong muốn được tìm kiếm và hữu duyên gặp những cái khu vực hải Vân Nam. Vì thế cho nên là đó vẫn là trong em nó luôn luôn có một cái động lực thôi thúc để đi tìm kiếm cái dòng hải này. Một dòng hải bây giờ nằm trong sách đỏ Việt Nam, nó mọc rất là thưa và rất là rải rác. Ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển thì em đã bắt gặp cá thể hải Vân Nam đầu tiên. Nhỏ. Cây này thì có bản lá trơn này các anh chị này. Đó. Tầm này là cũng nuôi dưỡng được rồi. Rồi. Xin mẹ thiên nhiên mang em về để chăm. Chứ dòng hải mà để ở rừng á, nó mọc ở dưới những cái lớp tán lá này này, người ta đốt rừng thì nó sẽ bị thiêu cháy. Rất là đáng tiếc luôn anh chị ạ. Tuy cây nhỏ nhưng mà em sẽ bảo tồn, chăm cho nó lớn và nhân giống cho nó nhiều thêm những cái thế hệ sau. Thêm một em hải Vân Nam nữa cả nhà này. Phải nói là khá là hiếm. Nãy giờ em đi bộ khoảng một cây số rồi đấy thì mới gặp cây thứ hai. Ôi mệt quá. Cây này tuy nhỏ nhưng mà chất lá rất là đẹp này. Lớn lên lá sẽ rất là to. Ở độ cao 907m so với mực nước biển thì cuối cùng em cũng đã phát hiện ra được một cây hải Vân Nam với chất lá rất là to, cực to luôn, và đường vân rất là đẹp. Một điều hơi đáng tiếc là cái cần hoa thì nó đã bị con thú rừng nó cắn mất rồi. Đang lên nhưng mà bị thú rừng cắn mất rồi. Không biết là con thú rừng nào nó ngớ mồm như vậy mà nó làm phá hỏng đi một cái tuyệt tác của thiên nhiên. Đáng lẽ ra thì mùa này nó đang lên hoa rồi đấy cả nhà. Một cây rất là đẹp luôn này. Nhìn rất là thích luôn. Rồi bây giờ thì em và anh Ban thì mỗi người một hướng rồi, lạc nhau rồi, không tìm ra nữa rồi. Nhưng mà chiều thì hẹn nhau ở cái chỗ để xe thôi. Em thì cứ mãi ham mê đeo đuổi đi lang thang trong rừng thì cứ thấy chỗ nào có dấu hiệu là em đến thôi. Và cái niềm hạnh phúc và sự may mắn đó thực sự là động lực để em tiếp tục những chặng đường sắp tới. Rồi xin phép mẹ thiên nhiên rước em về. Nhìn thấy không cả nhà này, đẹp quá, mê quá luôn ấy. Cách cây vừa nãy không xa, độ khoảng 5-6m thôi, lại có một em nữa với chất lá rất là đẹp luôn. Rồi mời em về đội.
Trời ơi, sướng quá cả nhà ơi, lại tiếp tục được một cây nữa cả nhà này. Một cây rất là đẹp luôn, bản lá rất là to. Rừng này thì nó mọc không dày, nó mọc rất là rải rác và mùa này thì lá khô khá là nhiều. Vì thế thì quan sát nó cũng khó. Thôi bây giờ phải nhanh tay đi, tại vì em đi rừng rất là sâu rồi, sợ về muộn lắm. Đây một cây nữa này. Một cây nữa đây. Đó. Chỗ này được hai cây. Và bây giờ em sẽ đi quan sát xung quanh khu này xem là còn cây nào nữa không nhá. Hy vọng là sẽ được một số cây nữa để không phụ công chuyến đi này. Cạnh bên bờ suối có một em Vân Nam ẩn nấp dưới những cái tán lá này, nhưng mà rất là may em đã phát hiện ra cả nhà. Nhỏ nhưng rất là xinh xắn và dễ thương. Đi mấy bước chân nữa thì em lại gặp một em nữa rồi. Vui ghê ạ. Cây này thì lá rất là đậm này, rất là đẹp luôn.